Mới đây, một chiếc Lexus LX570 với diện mạo ngoại thất của phiên bản Super Sport 2020 đã được giao bán với giá chỉ 2,4 tỷ đồng. Giá bán trên khiến phần đông không khỏi bất ngờ khi so sánh với mức giá thị trường của dòng xe này. Tuy vậy, mọi nghi vấn đã sớm có lời giải đáp khi chiếc Lexus LX570 Super Sport thực tế là một bản độ từ model 2008. Thay vì bỏ ra 10 tỷ đồng mua xe mới, từ lâu trào lưu trẻ hóa những chiếc Lexus LX570 thế hệ cũ được rất nhiều người hưởng ứng. Chiếc Lexus LX570 2008 đến nay mới chỉ đạt odo 61.000 km. Gói ngoại thất trẻ hóa của phiên bản Super Sport 2020 được đồn đoán có giá vào khoảng 450-600 triệu đồng, tương đương với những mẫu sedan hạng B trên thị trường. Hệ thống chiếu sáng được thay bằng đèn full LED thiết kế 3 khoang, đi kèm giải LED định vị hình móc câu. Phần trụ D và toàn bộ cụm đèn hậu nguyên bản cũng được thay mới toàn bộ. Tuy nhiên, cốp sau vẫn giữ nguyên thiết kế hai phần trên dưới. Mâm xe là loại hợp kim đa chấu, kích thước 21 inch thường thấy trên phiên bản Super Sport 2020. Quãng đường 61.000 km sau 13 năm, không thể làm khó chất lượng bên trong chiếc Lexus LX570. Vô lăng thế hệ mới đã thay thế cho loại nguyên bản. Da ghế đã có phần sạm màu dù cho vẫn giữ được độ căng phồng nhất định. Các trang bị tiêu biểu trên chuyên cơ mặt đất có thể kể đến ghế lái chỉnh điện 14 hướng, ghế phụ chỉnh điện 12 hướng, tích hợp sưởi và làm mát, đầu ra giải trí là dàn âm thanh McLevinson. Hệ thống an toàn trang bị chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, cảnh báo điểm mù, cảnh báo áp suất lốp, gạt mưa tự động và hệ thống 10 túi khí. Dưới nắp capo của chiếc Lexus LX570 2008 vẫn là khối động cơ hút khí tự nhiên V8. Dung tích 5.7 lít sản sinh công suất 383 mã lực và mô men xoắn cực đại 530 Nm, kết hợp cùng hộp số tự động 6 cấp. Chiếc Lexus LX570 2008 đang được chào giá 2,4 tỷ đồng, tương đương mẫu Mercedes-Benz GLA 45 AMG 2021. Với màn đánh lừa thị giác cùng số odo ít ỏi, được biết xe đã có chủ nhân mới chỉ sau vài ngày đăng bán.